Kính thưa là anh chị, cô bác và các cháu, bởi vì theo cầu con cháu tôi, nó yêu cầu tôi quá, nhưng mà tôi thì bệnh hoạn mới bớt, không biết ca ráng nổi không tới đâu không tới đó. Xin ca hai câu dùng cổ là nhớ vợ hiền, câu 5, 6 và không biết mấy lớp hồng hoàng quên rồi. Thật dạ yêu thương, chồng con như thế mà cha nào rõ thâu. Của người vợ hiền vẹn thủy toàn chung, lại còn sanh tâm sớm trà trưa. Dù gặp bao cảnh đắng cay, nàng cũng không quan tâm một lời trách dần. Cho đến đêm nay sức tàn hơi kiệt vì bệnh trầm kha, nàng rút hơi thở sau cùng. Quên có giờ thông cảm. Mình ơi, ngoài hiên hôm nay bỗng hạt sương rơi tí tách, tiếng côn trùng nghe náo nuốt gần cơn. Tay bế con mà chẳng chẳng đặng yên, bỗng nhớ mãi về vợ hiền năm cũ. Con ơi con, con